Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Khánh Tùng TV. Và trên tay mình hiện tại là chiếc Xiaomi Redmi Note 7. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video là test khả năng sạc nhanh của chiếc Xiaomi Redmi Note 7 nha các bạn. Thì trên thông số kỹ thuật của chiếc máy này là có hỗ trợ sạc nhanh WeChat 4.0. Thì hôm nay mình sẽ thử sạc nhanh bằng củ sạc WeChat 3.0 nha. Thì khi mà mình sử dụng WeChat 3.0 hay 4.0 đều được nha các bạn. Thì hiện tại trên tay mình là chiếc cốc sạc thì thương hiệu là Hoco nha các bạn. Và trên đây có thông số là cái mẫu mình sẽ sử dụng để test hôm nay là có model là C13, vào là 100 đến 240 V, đường ra là 3.6V đến 6.5V 3A, 6.5V đến 9V 2A và 9V đến 12V 1.5A, vậy là sạc nhanh WeChat 3.0 nha các bạn. Ok, thì hôm nay mình sẽ test thử khả năng sạc nhanh như thế nào, trong khoảng thời gian là bao nhiêu phút. Thì hiện tại cái máy của mình đang là 0% nha. Mình đã ráng sử dụng để cho nó không còn pin nữa. Hiện tại là mình sẽ cắm vào thì nó sẽ hiện lên 0% nha. Và mình sẽ có một cái chiếc đồng hồ bên đây và sẽ cho nó chạy thời gian nha. Có một số đoạn mình sẽ cắt, có nghĩa là vì thời gian nó quá dài nên mình sẽ cắt ở những cái móc như là 10 phút hoặc là 20 phút hoặc là 30 phút, thì mỗi lần mình sẽ quay về để kiểm tra thử nó đã tăng lên được bao nhiêu phần trăm nha các bạn. Thì để kiểm chứng được khả năng sạc nhanh của nó như thế nào. Rồi ok, bây giờ mình sẽ sử dụng sạc nha các bạn. Mình sẽ sử dụng một cái dây cáp sạc, nó là sử dụng micro, xin lỗi các bạn, nó sử dụng là USB Type-C nha các bạn. Này, mình sẽ sử dụng dây cáp đi theo máy của nó nha các bạn. Ở đây, sẽ quay lên các bạn xem. Ok. Và đây, trước khi cắm vào mình sẽ bấm thời gian nha các bạn. Ok. Bây giờ mình sẽ bấm luôn. Rồi, ok, nó đã chạy rồi. Ăn gian vài giây nha các bạn. Đây. Đây, nó vừa 0% nhảy lên 1% rồi các bạn. Ok. Đây. Hiện tại đã là 35 giây nha các bạn. Đang là 1%. Mình sẽ cho một cái máy nó nghiêng lên xíu cho dễ giờ. Ok. Đây. Rồi, ok, quá tuyệt vời. Hiện tại đó là 1 phút rồi. Ok, mình sẽ gặp lại các bạn ở phút thứ 10 nha các bạn. Ok các bạn, hiện tại là đã 10 phút rồi. Thì mình để kiểm tra thử nó đã bao nhiêu phần trăm nha. Đây, để mình đưa rồi. 9% nha các bạn. Đây. 9%. Rồi các bạn, 30 phút trôi qua rất là nhanh trên video, nhưng mà mình chờ rất là mệt. Ok, và bây giờ là 24% các bạn. 24% với 30 phút đầu tiên là khá là nhanh. Bình 4000. Rất là nhanh nha các bạn. Theo mình nghĩ là vậy. Đối với những cái quả pin cỡ khoảng 3000mAh thôi là mình nghĩ là nó sẽ nhanh hơn nữa. Nhưng mà riêng dòng Redmi Note 7 này nè, bình 4000 nhưng mà mới 30 phút mà được 20 mấy phần trăm gì là mình nghĩ khá ok. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục chờ và mình cũng sẽ
chờ. Ok. Vậy là 50 phút đã trôi qua các bạn. Mình sẽ kiểm tra bao nhiêu phần trăm nha. Mình chờ nó cũng lâu quá. Okay. 40% các bạn. 50 phút trôi qua mà 40%. Thì mình đổ tầm... mình cũng không chắc nữa, chắc cũng gần 2 tiếng mới đầy các bạn. Chờ tiếp. Rồi các bạn, đã 60 phút trôi qua, là 1 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Cái đồng hồ này nó cũng quay về lại số 0 nha các bạn. Rồi tiếp tục đếm tiếp thời gian thôi. Mình cho coi sau 1 tiếng nha. Đã 1:21 các bạn, 22 phút rồi. Mình để lố một chút xíu. Bây giờ kiểm tra ha. 61%. Cái thời khoảng cái thời gian đầu là mình thấy nó vô khá nhanh, nhưng mà rồi từ từ cái bắt đầu nó chậm lại. Mình nghĩ là cái khu thời gian mà để nó cho đến 100% thì chắc có lẽ nó sẽ hơi kéo dài hơn. Cùng mình chờ đón thử là nó sẽ bao lâu nha các bạn. Ok, và bắt đầu ngồi chờ tiếp. Rồi đã 2 tiếng trôi rồi các bạn. Của chúng ta là 83%. Okay. 84%. Vậy là cuối cùng mình nghĩ nó sẽ trước 2 tiếng. Đâu đó khoảng 1 tiếng 50 phút các bạn. Mà bây giờ đã 2 tiếng trôi qua rồi mình nó mới có 84%. Ok, và bây giờ mình sẽ không có quay các đoạn nữa nha, mà mình sẽ chờ đến khi nào full 100% mình sẽ quay tiếp với các bạn nha. Ok. Đây các bạn, nó đã đầy 100%. Mình có bấm dừng ở 42 phút 15, có nghĩa là 2:42:15 các bạn. Là mất gần 3 tiếng các bạn, 2:42. Cái này mình cũng hơi khá thất vọng các bạn, tại vì ngay từ đầu mình nghĩ rằng nó sẽ có khoảng thời gian là không tới 2 tiếng, khoảng 1:50 thôi, hoặc là cao lắm là 2 giờ thôi. Nhưng mà bây giờ nó đã đến là 2:42, lâu hơn 1 tiếng so với mình dự đoán các bạn. Nó mới đầy được cái chiếc Redmi Note 7 này. Thì mình không biết có phải là có vấn đề gì hay không, hay là do củ sạc này nó không có đúng tiêu chuẩn của nó các bạn.
đây, cốt sạc đây. Nó lên nhưng mà nó mất tới 2:42:15. Video tiếp theo vào ngày mai thì mình sẽ test với lại củ sạc của nó nha các bạn. Đó là củ sạc đi theo máy, đó là 5V 2A. Để mình lấy nét nha. Đây, củ sạc theo máy là 5V 2A. Thì sang ngày mai mình sẽ test với củ sạc này, củ sạc đi theo máy, để xem khoảng thời gian của nó sẽ là bao nhiêu, nó có nhanh hơn cái củ sạc mình vừa mới mua này là WhatJet 3.0 hay không nha các bạn. Khá là buồn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích video các bạn cho mình một like video và đăng ký kênh của mình nha, để các bạn có thể theo dõi những video tiếp theo của mình. Ví dụ như là video đằng sau mình sẽ làm video về cái củ sạc này.